Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống, chủ đề 6, thiên nhiên kỳ thú. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 5, cây liễu dẻo dai, tiết 1 và tiết 2. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Cô mời các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô giáo biết em nhìn thấy trong bức tranh đó là hình ảnh cây gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh cây liễu và đây là hình ảnh cây bàng đấy. Vậy cây liễu và cây bàng có đặc điểm gì khác nhau? Các em hãy nói về đặc điểm khác nhau giữa hai cây này nhé. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh hai cây, đó là cây bàng và cây liễu. Cây bàng là một loài cây có cái thân rất là cứng cáp và lá rất là to. Còn hình ảnh cây liễu là một cây thân mảnh mai và lá rất là mềm. Như vậy đây là điểm khác nhau giữa hai cây này đấy. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cây liễu tuy rất là mỏng manh như thế nhưng mà sự dẻo dai của cây liễu như thế nào nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài nhé. Cây liễu dẻo dai, trời nổi gió to, cây liễu không ngừng lắc lư. Thấy vậy, Nam rất lo cây liễu sẽ bị gãy. Nam hỏi mẹ, mẹ ơi, cây liễu mềm yếu thế, liệu có bị gió làm gãy không ạ? Mẹ mỉm cười đáp, con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu. Mẹ giải thích thêm, thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai, cành liễu mềm mại, có thể chuyển động theo chiều gió. Vì vậy, cây không dễ bị gãy. Liễu còn là loài cây dễ trồng, chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể nhanh chóng mọc lên cây con. Như vậy các em vừa lắng nghe cô giáo đọc xong bài cây liễu dẻo dai. Bây giờ để các em có thể luyện đọc tốt bài này, cô lưu ý các em một số từ khó sau. Các em hãy luyện đọc một số từ khó này nhé. Các em hãy đọc theo cô. Nổi, nổi, gió, gió, liễu, liễu, lắc lư, lắc lư, dẻo dai, dẻo dai, loài, loài, cây non, cây non. Cô mời các em đọc lại tất cả các tiếng từ này giúp cô nhé. Nổi, gió, liễu, lắc lư, dẻo dai, loài, cây non. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Để các em có thể luyện đọc tốt hơn, cô hướng dẫn các em luyện đọc câu văn dài trong bài nhé. Chúng ta cùng nhau luyện đọc câu: thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Chúng ta sẽ ngắt hơi ở sau cụm từ dài. Ở đây cô giáo ngắt hơi ở sau chữ liễu. Cô giáo dùng một vạch để chúng ta thể hiện sự ngắt hơi. Và cô ngắt hơi ở cụm từ dài tiếp theo, đó là sau chữ to. Và cô nghỉ hơi ở sau dấu chấm của câu này. Cô giáo dùng hai vạch để thể hiện là chúng ta nghỉ hơi, và một vạch là chúng ta ngắt hơi. Bây giờ cô sẽ cùng các em luyện đọc lại câu này nhé. Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Chúng ta cùng nhau đọc lại lần hai. Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc xong tiếng từ khó và một số câu dài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc đoạn nhé. Bài đọc này được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 là từ đầu cho đến không ạ. Và đoạn 2 là phần còn lại đấy. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn nhé. Các
Các em hãy chú ý lắng nghe và quan sát, có thể đọc thầm theo cô. Cây liễu dẻo dai, trời nổi gió to, cây liễu không ngừng lắc lư. Thấy vậy, Nam rất lo cây liễu sẽ bị gãy. Nam hỏi mẹ: Mẹ ơi, cây liễu mềm yếu thế, liệu có bị gió làm gãy không ạ? Như vậy chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc đoạn 1. Trong đoạn 1 này, các em cần hiểu cho cô giáo từ ngữ lắc lư. Chúng ta hiểu lắc lư ở đây có nghĩa là nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Nghiêng ngả, cây liễu bị nghiêng ngả đấy các em ạ, và lắc lư. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện đọc đoạn 2 nhé. Mẹ mỉm cười đáp: Con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu. Mẹ giải thích thêm: Thân cây liễu tuy không to, nhưng dẻo dai. Cành liễu mềm mại, có thể chuyển động theo chiều gió. Vì vậy, cây không dễ bị gãy. Liễu còn là loài cây dễ trồng. Chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể nhanh chóng mọc lên cây non. Như vậy các em vừa cùng nhau luyện đọc đoạn 2. Ở đoạn 2 này các em cần lưu ý cho cô giáo từ dẻo dai. Các em ạ, dẻo dai ở đây có nghĩa là có khả năng chịu đựng trong khoảng thời gian dài và lâu thì được gọi là dẻo dai đấy. Các em hiểu nghĩa từ mềm mại. Mềm mại ở đây có nghĩa là mềm và gợi tả cảm giác dẻo dai và rất là mềm dẻo đấy các em ạ. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc xong một đoạn 1 và đoạn 2 của bài. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài Cây liễu dẻo dai. Cây liễu dẻo dai, trời nổi gió to, cây liễu không ngừng lắc lư. Thấy vậy, Nam rất lo cây liễu sẽ bị gãy. Nam hỏi mẹ: Mẹ ơi, cây liễu mềm yếu thế, liệu có bị gió làm gãy không ạ? Mẹ mỉm cười đáp: Con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu. Mẹ giải thích thêm: Thân cây liễu tuy không to, nhưng dẻo dai. Cành liễu mềm mại, có thể chuyển động theo chiều gió. Vì vậy, cây không dễ bị gãy. Liễu còn là loài cây dễ trồng. Chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể nhanh chóng mọc lên cây non. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc xong phần 2, đó là phần luyện đọc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3, đó là trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất: Thân cây liễu có đặc điểm gì? Các em hãy quan sát, đây là hình ảnh cây liễu các em nhé. Các em cho cô giáo biết thân cây liễu có đặc điểm gì nào? Các em ạ, thân cây liễu tuy không to nhưng rất là dẻo dai đấy. Đây là hình ảnh thân cây liễu các em nhé. Câu hỏi B: Cành liễu có đặc điểm gì? Các em quan sát và cho cô giáo biết cành liễu có đặc điểm gì? Các em ạ, cành liễu rất là mềm mại và có thể chuyển động theo chiều gió đấy. Các em hãy quan sát, đây là hình ảnh các cành liễu rất là mềm và có thể chuyển động theo chiều gió. Nếu như có gió mạnh thì nó sẽ đung đưa. Như vậy chứng tỏ cành liễu có đặc điểm rất là mềm mại đấy các em ạ. Câu hỏi C: Vì sao nói liễu là loài cây dễ trồng? Các em ạ, vì cây liễu là một loài cây chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể mọc lên cây non đấy. Do đó người ta gọi là cây liễu là một loài cây rất là dễ trồng. Như vậy cô trò chúng ta vừa cùng nhau trả lời xong các câu hỏi về nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 4 nhé. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi A và B ở mục 3. Đây là câu hỏi A: Thân cây liễu
chúng ta sẽ trả lời cho hoàn chỉnh câu trả lời ở câu hỏi A này nhé. Thân cây liễu như thế nào? À các em ạ, thân cây liễu tuy không to nhưng rất là dẻo dai. Câu đầy đủ như sau. Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết câu này vào vở nhé. Khi viết các em lưu ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Chúng ta viết lùi vào một ô so với lề vở. Chúng ta cùng nhau viết bài nào. Thân cây liễu. Thân cây liễu. Thân cây liễu. Tuy không to. Tuy không to. Tuy không to nhưng dẻo dai. Nhưng dẻo dai. Chấm hết. Các em nghe cô đọc lại câu để chúng ta soát lỗi nhé. Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Chấm hết. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi ở mục B. Câu hỏi B của mục 3 nhé. Cành liễu chấm chấm chấm. À các em hãy cho cô giáo biết cành liễu có đặc điểm gì? Chúng ta trả lời cho câu hỏi này như sau. Cành liễu mềm mại, có thể chuyển động theo chiều gió. Đây là câu đầy đủ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết câu này vào vở nhé. Khi viết câu đầu câu chúng ta viết hoa và lùi vào một ô. Chúng ta cùng nhau viết bài nào. Cành liễu. Cành liễu. Cành liễu mềm mại. Mềm mại. Phải có thể. Có thể. Có thể chuyển động theo chiều gió. Theo chiều gió. Theo chiều gió. Chấm hết. Các em nghe cô đọc lại câu để chúng ta cùng soát lỗi nhé. Cành liễu mềm mại, có thể chuyển động theo chiều gió. Như vậy, cô và các em vừa cùng nhau hoàn thành xong phần 4. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn.